Xin chào các bạn. Hôm nay là mùng 3. Giờ này là 10 giờ sáng rồi các bạn. Thì mình cùng gia đình nhà mình đi chùa ở Hòn Ba. Thì mình cùng quay cho các bạn xem ở chùa Hòn Ba khách đi Tết đầu năm có đông không các bạn nhé. Và có những cái linh thiêng và những cái mà các bạn chưa biết được về cái đầu năm của cái năm mới ở các chùa thì mình sẽ quay hết cho các bạn xem. Thì đầu năm mới mình cùng sáng năm mới mình cùng chúc cho các bạn có một cái sức khỏe dồi dào và có nhiều niềm vui và ủng hộ mình hết mình nhá. Mình cảm ơn các bạn nhiều. Đây, mình sẽ quay cho các bạn ở cái đền chùa Hòn Ba mọc ở đảo nhé các bạn. Đã sáng mùng 3 rồi thì chỉ 10 giờ sáng rồi nhưng mà đi chùa vẫn cứ đông. Đông hơn các chỗ khác nha, chùa khác nha các bạn. Năm nào cũng vậy đó. Có mấy năm trước thì vì dày tư khí từ 5 giờ sáng các bạn đi vô như vậy để cho nước rông nó lên. Bây giờ chuẩn bị giờ 11 giờ nó nước sẽ lên rồi. Buổi nay thì họ đã về hết rồi đó các bạn. Cách đây 2 năm trước thì mình có đi thì mình bị dậy từ 5 giờ sáng á. 5 giờ sáng thì họ đi đông lắm. Đi cứ đi một giày đứng ngun ngụt nữa. Còn bây giờ thì năm nay thì mình cũng bị thì nó cũng đi buổi trưa thôi nên là cũng thương người hơn. Anh à, cho em hỏi nhà anh ở đâu, ở vùng Tàu hay ở ngoài thành hả anh? Để đi xuống đây đi chùa. Ở Bát Rìa hả? Dạ. Chị biết cái chùa này lâu chứ hả chị? Biết lâu đó chị. Dạ. Dạ. Đây, năm nay nhà em đi chùa. 7 năm chưa có đi nhưng mà đi sớm lắm chị. Đi vì đi cái 5 giờ sáng kìa. Đúng rồi, ngày trăm á, giờ năm bọn em cũng đi 4 giờ nó đi. À, 4 giờ đi ra hả? Dạ. Chị hôm nay thì 11 giờ trưa chị. Đây là mình mới đi bộ 9 giờ sáng nay thì cứ yên tâm con khoảng hơn 2 tiếng nữa. Năm nay thì nước rông lên muộn nha các bạn nhá. Mấy năm thì nước rông sẽ đi rất là lên rất là sớm. Nếu mà các bạn đi đến cái chùa này á, thì các bạn chuẩn bị tiền lẻ các bạn nhé. Vì ở hai bên đường thì từ năm nào vậy Tết người ăn xin rất là đông các bạn. Rồi, bây giờ đến cái chỗ để mình leo lên chùa nha các bạn nha. Đây.
bạn đi đến cái chùa ở ngoài này thì các bạn phải đi dẹp nha các bạn. Đi dãy hạch đi dẹp không nên đi guộc. Vì ở đấy đá rất lồm chồm các bạn này. Thấy chưa, để mình quay con ốc này, nó đá như vậy các bạn, những cái con sau khi mà nước xuống á thì những con ốc ấy nó nhọn hoắt cái các bạn này, nó sẽ đấm rất là đau. Con mấy con đi thì đi chọn mấy con nào. Ai cũng vội vàng đi cho nhánh vì cái sợ nước rông lên đó các bạn. Ủa cái nhóm của mình đâu rồi? Rồi mình sẽ đi trước đi. Trời đất rất nặng hả các bạn? Nặng đến mới quấy nó không có đẹp được rồi. Thấy ở đứng giữa một cái biển mênh mông ấy các bạn, xung quanh là biển mênh mông, ở giữa là toàn là đá và bao nhiêu là người đi ấy các bạn, cảm thấy rất thoải mái và cảm thấy nó thanh thản vô cùng nha các bạn nhá. Gió biển rất là mát. Nếu các bạn có cơ hội thì tránh thủ đi để cho cái tâm hồn mình nó thanh thản hơn, nó để về tiếp đến ngày đi làm rồi thì mình cảm thấy là mình bồn bê về công việc các bạn, thì những cái ngày này mình tránh thủ nghỉ ngơi và tìm hiểu những kia cho mà mới lá các bạn, để cho khi cả nắm cuộc sống vất vả bận rộn thì nó cũng bởi vì một phần nào đó các bạn. Đấy thì mùng 3 Tết thì các cô đã phải đi làm rồi đây các bạn. Khi mà lấy được con hào này rồi về đó các bạn sẽ đi bỏ ở nhà hàng nhé. Các nhà hàng sẽ họ thể thu gom lại. Đây các bạn. Các về núi chảo. Đây, xung quanh đây là biển đấy các bạn. Bây giờ mọc ở giữa một hòn đảo đấy. Mình sẽ lên chùa nha.
thật là trống. Một chị gái thật là đẹp. Mình sẽ quay chị gái này cho các bạn xem. Thật là đông người quá ha. Rất là đông hơn các chùa khác nha các bạn. Đây, mình đã đến nơi rồi, đến nơi cổng chùa rồi các bạn nha. À, đấy có hai con đường đấy các bạn. Hai con đường để đi lên. Mình sẽ lên đường này nhá, khi xuống thì mình sẽ xuống đường dưới kia. Ở đấy thì các bạn sẽ nhìn hết ở biển ở Vũng Tàu nha các bạn. Mình sẽ quay tường chùa Giang Tay đấy các bạn. Chùa Giang Tay đấy. Đấy là biển mênh mông. Bây giờ mình sẽ lên tiếp nha. Bước đầu tiên mình sẽ ở đấy là mình sẽ lấy đến rồi mình sẽ xuống dưới cái chỗ này. Vì khi nào cũng thắp hướng ở đâu tiến rồi. Mới giả các cái nhánh nhỏ đấy. Rất là đông. Khi mới vào các bạn thì bỏ việc ra các bạn nha. Đi chua ở đó cũng vậy. Ở đấy là bốc thăm. Rất là đông các bạn. Đây, đấy là vỗ sẽ bốc thăm các bạn. Và thắp hướng ở các cái đấy, các bạn sẽ cầu nguyện đi. Và xin sắm. Với cái chùa này thì đã có hơn 115 năm rồi các bạn nhé. Mình sẽ ra ở ngoài các bạn. Khi mà các bạn đã sức khỏe
đấy. Các bạn ra đấy thì đi các bạn đi không làm gì mình sắp khỏe có nhá, sắp rồi sau đó các bạn chạy vào đó xin họ giải cho. Ở đấy là xin kéo nha các bạn. Khi các bạn lắc cá rồi một que thì trong cái que đó sẽ có cái câu đối, thì các bạn sẽ lên có cái câu dài ở trên câu chua các bạn. Con há cái mặt kia là xin kéo. Đấy, họ sẽ xin nữa các bạn. Chị, nếu mà hái mặt là sao hả chị? Hái mặt là cho. Một cái ngửa ấp là cho. Hái là cho. Dạ. Hái gì là không cho. Một cái ngửa ấp thì cho. À, một cái ấp, một cái ngửa thì cho. Dạ, dạ, em cảm ơn chị ạ. Đây, chị xin được gì chị? À, số 59 đúng không? Chị thể lên trên kia, chị lấy cấu dài. Rồi, đây sau khi mà các bạn đã được kéo rồi sẽ lên trên đây sẽ có câu giải đáp. Câu thơ, câu văn đây. À, khi mà giải đáp được đấy thì các bạn sẽ gây nghiền được thế nào. Rồi. Các bạn sẽ được câu hỏi đáp ở cái câu thơ này nha các bạn. Sau khi xong rồi thì các bạn đi từng miếu một để thắp hướng xin Bồ Tát nha các bạn nhé, xin mẹ Quán Âm Bồ Tát đó là các cái chỗ đấy để có các thân lính vì mẹ che chở. Như các cháu học sinh đi đến đấy để câu được học giỏi các bạn thi đầu ấy rất là lĩnh nghiệm. Còn những cái người lớn tuổi thì xin được làm ăn đấy các bạn. Rất là cái chùa này rất là linh thiêng nha các bạn nhá. Có nhiều cái
Thiên Thuyết rất là nổi tiếng, nhưng mà mình thì cũng nghe quá rồi, nhưng mà mình sợ kể không chính xác á, thì thôi thì mình cứ tìm hiểu được rồi mình sẽ kể cho nó rõ ràng hơn các bạn nhé. À, năm nay thì không có bạn chim để phóng sinh nhé các bạn. Mấy năm trước thì có họ mua chim để phóng sinh á, năm nay thì không có thấy nữa. Đứng ở trên này thì nhìn là bao lá toàn là biển. Sống đấy khoảng đến 6-70 năm đấy các bạn. Mình đã vào 10 năm rồi thì khi năm đầu tiên mình đã đến đấy thì đã được 15 năm, 16 năm rồi thì cô đã làm rồi, thì cô đã nói với mình là cô là sống từ khi cô còn 20 tuổi.